Ê nha, Steven cao ngang, được 3 tháng 8 ngày đấy ngang, ngon ngủ ngang. Có ngày ở nhà với bà nội đó. Còn anh Hai đi 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 lên nhà của dì Trang rồi, ngày nào đi lên nhà dì Trang. Còn Steven ở nhà với nội đó, với bà nội đó, Steven ngoan lắm á. Steven cười đi. Thì mình cười ở ngoài coi cả. Thì mình cười đi. Thì mình cười đi. Thì mình cười đi. Thì mình đó. Rồi đợi 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 ông ngồi ông ngồi ông ngồi quay 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 Johnny Johnny qua đây con đấy con ngồi đừng quay lại đây đừng đây là Johnny nghe Johnny Johnny coi như là thằng 7 này á là tròn 3 tuổi. Rồi qua thằng 9 là Johnny đã đi học rồi, đi học lớp pre kindergarten. Đó. Đây là Johnny. Johnny á là bây giờ ngày nào cũng đi lên nhà dì Trang hay ông ngoại chờ lên nhà dì Trang. Còn Steven ở nhà với bà nội. Đó. Rồi bây giờ Johnny nói gì đi, Johnny nói gì đi. Johnny nói gì đấy? Johnny nói hello. Johnny nói gì đấy? Đi. Johnny nói gì đi? Con đừng lấy lưỡi. Đừng lấy lưỡi. Đi. Johnny nói gì đi? Đi. Con đừng làm mày ngồi không quay đâu. Đi. Đừng lấy lưỡi. Con nói gì đấy? Đi. Trời còn lạnh á. Trời còn lạnh nên tự Johnny ăn mặc vậy đó. Mặc quần dài. Áo tay dài. Mắng tắt. Con Thiên Vân đây, Thiên Vân giỏi lắm đây. Em đây. Rồi, thôi nghe. Rồi, thôi nghe. Ở đây là ba nội, ngồi ba ngoài, đang ăn sáng. Đó. Rồi. Thôi nghe.